người, hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện về thị trường chứng khoán. Năm 2017 và những năm sắp tới sẽ là những năm mà thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều biến động. Sẽ có rất nhiều công ty mới được thành lập, rất nhiều công ty mới sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Sẽ có một loạt tỷ phú được chú ý đến và giàu lên nhờ thị trường chứng khoán, nhờ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, có nghĩa là IPO. Thời gian qua thì chúng ta có thể chú ý đến một số cổ phiếu và một số sự kiện nổi bật, chẳng hạn như là cổ phiếu FLC, cổ phiếu ROS của ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn FLC. Cổ phiếu ROS của tập đoàn FLC đã tăng một cách đột biến, nhờ vậy mà thị trường chứng khoán trở nên sôi động hơn và ông Trịnh Văn Quyết trở thành tỷ phú đô la thứ hai của thị trường chứng khoán Việt Nam và giàu hơn cả ông Phạm Nhật Vượng. Một sự kiện khác là bà chủ tịch hội đồng quản trị của hãng hàng không Vietjet cũng trở thành nữ tỷ phú đô la từ thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Vietjet cũng tăng chóng mặt và được rất nhiều nhà đầu tư chú ý đến. Bà chủ tịch hội đồng quản trị của Vietjet Air đã đưa hãng hàng không tư nhân này vượt qua cả hãng hàng không quốc gia. Xét về lịch sử ấy, thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines đã thành lập trên 60 năm. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại thì hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines đã tụt so với hàng không Vietjet Air mới chỉ thành lập khoảng 6 năm. Thì chúng ta có thể thấy rằng sức mạnh của nền kinh tế tư nhân ngày càng mạnh mẽ. Xét về khía cạnh đầu tư thì những năm trước đây là những năm mà thị trường chứng khoán Việt Nam đang trầm lắng. Tính từ khoảng cuối năm 2016 cho đến thời điểm hiện tại, thời điểm bây giờ là đầu năm 2017, thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã bắt đầu trở nên sôi động. Giống như chia sẻ của ông Trịnh Văn Quyết, thì năm 2017 thì chúng ta nên lựa chọn lĩnh vực nào để đầu tư. Bản thân ông Trịnh Văn Quyết là ông một tỷ phú về bất động sản. Lĩnh vực của ông ta là lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, ông ta cũng khẳng định một điều rằng năm 2017 sẽ là năm mà việc đầu tư vào chứng khoán sẽ có khả năng sinh lãi hơn cả đầu việc đầu tư bất động sản. Thì chúng ta có thể khẳng định được rằng là thị trường chứng khoán sẽ có rất nhiều cơ hội cho những nhà đầu tư. Tuy nhiên thì việc thắng hay thua sẽ còn phụ thuộc vào khả năng và kiến thức của từng nhà đầu tư. Mình xin kể lại câu chuyện của những năm trước đây. Vào những năm 2006, 2007, 2008 thì thị trường chứng khoán Việt Nam là gọi giai đoạn đó gọi là giai đoạn bong bóng trên cả thị trường bất động sản và trên cả thị trường chứng khoán. Lúc đó ấy, thì cũng có rất nhiều tỷ phú giàu lên nhờ thị trường chứng khoán. Đã có một lần mình đã nói chuyện với một số anh giàu kinh nghiệm ở công ty chứng khoán ở MB. Thì các anh có chia sẻ là trước đây ấy, vào những năm 2007, 2008 ấy, thì các anh đã kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường chứng khoán. Thậm chí là có những người đã mua được ô tô từ thị trường chứng khoán. Vào thời gian đó ấy, thì rất nhiều người đã ảo tưởng về giá trị thực của những cổ phiếu được niêm yết trên thị trường. Thậm chí là có những bà bán rau đã mua cổ phiếu và kiếm được tiền từ thị trường. Thì câu chuyện là có rất nhiều người đã giàu lên vào những năm cổ phiếu bong bóng. Thậm chí là cả những sinh viên vừa ra trường chưa có một chút kinh nghiệm gì về thị trường chứng khoán cả, bước chân vào làm môi giới cũng kiếm được rất nhiều tiền, cũng kiếm được khoảng vài chục triệu một tháng. Thì người anh ở công ty chứng khoán đó có chia sẻ với mình là cứ mỗi lần bước ra đường vào một buổi sáng thì bỗng nhiên một cục tiền nó rơi trúng vào đầu. Thì những năm đó là rất nhiều người đã giàu lên là nhờ như vậy. Tuy nhiên thì sau khoảng vài năm sau, đâu khoảng giữa 2011-2012 và thậm chí là trước đó, thì thị trường bắt đầu lao dốc. Thì có những người đã bắt đầu trở nên thua lỗ và bắt đầu phải bán cả xe ô tô. Rồi rất nhiều người đã bỏ việc, rất nhiều người đã không đi làm môi giới chứng khoán nữa. Thị trường trầm lắng xuống. Cho đến ngày hôm nay thì chứng khoán đã bắt đầu hồi phục và cơ hội vẫn còn dành cho rất nhiều người. Thời gian vừa rồi mình có một người bạn cũng đã kiếm được tiền từ thị trường chứng khoán, cũng đã đầu tư, gọi là đầu cơ thì đúng hơn, cũng đã kiếm được khoảng 40 triệu từ việc mua cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai và kịp chốt lời ngay sau đó. Nếu như bạn chưa biết gì về cổ phiếu, chưa biết gì về thị trường chứng khoán thì hãy bắt đầu mở tài khoản và hãy bắt đầu tập đầu tư. Bạn không cần phải bỏ quá nhiều tiền để bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thậm chí bạn chỉ cần bỏ khoảng vài trăm nghìn thôi là bắt đầu mua được cổ phiếu rồi. Mình nghĩ cách tốt nhất để học đầu tư là bắt đầu đầu tư ngay lập tức. Tuy nhiên, chỉ nên đầu tư một số tiền nhỏ nếu như không có kiến thức và chỉ nên mua những cổ phiếu gọi là cổ phiếu ổn định. Chẳng hạn như là những cổ phiếu mình thấy
có độ ổn định khá cao, ví dụ như cổ phiếu FPT, rồi cổ phiếu Vinamilk, một số cổ phiếu của công ty gọi là có vốn hóa thị trường lớn, có mô hình kinh doanh dễ hiểu và có độ bền vững trong nhiều năm trên thị trường. Có một cách mà bạn có thể học được nhiều từ thị trường chứng khoán. Đầu tiên là bạn nên nên đọc báo càng nhiều càng tốt, nên xem các bản tin tài chính, nên đọc báo chẳng hạn như cà phê ép có cái mục về chứng khoán ấy. Đọc càng nhiều thì bạn sẽ quen với rất nhiều thuật ngữ của chứng khoán. Tiếp theo là bạn có thể bạn sẽ đọc thêm sách về chứng khoán, chẳng hạn như cuốn Nhà đầu tư thông minh, hình như là của Benjamin Graham thì phải. Ngoài ra thì bạn cũng có thể tham dự các buổi hội thảo, các chương trình đào tạo về chứng khoán. Mình nghĩ thị trường chứng khoán là một sân chơi cực kỳ thú vị dành cho những người mà có đầy đủ kiến thức và đầy đủ kỹ năng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ. Hy vọng là năm nay sẽ có nhiều người kiếm được tiền từ thị trường. Tất nhiên là sẽ có nhiều người hơn bị thua lỗ. Đó là nguyên tắc tất yếu của thị trường. 99% chắc chắn sẽ thua lỗ, chỉ có 1% là kiếm được tiền thôi.